như thế rồi. Chưa, còn mấy cục này. Đỡ rồi, kim đây là kim y tế. Nghĩ rằng mà kim mà dùng tới dùng lưu trời, kim là không bao giờ cái kim mà chích vô máu mà đi dùng tới dùng lưu chỉ có chuyện đó, kim rẻ ổn phải mắc đâu. Ví dụ liên quan tới mà kiểu như một cây kim mà mấy chục ngàn á, gái kim còn ngàn bạc chưa tới nữa thì đang là một hộp 100 cái mà có mấy chục ngàn mấy. Bao tay mới đắt kìa. Kim là bình thường. Bị khô sủi lên thôi gì. Có khách ngồi chờ chị bên kia à? Ừ. Em đau thì đang rất là... Rồi, chuẩn bị rồi đó. Cố gắng qua thứ bảy chủ nhật nữa là nằm luôn. May mà không đi quải, quải về là nằm luôn. À, sưng à? Ủa lạ đó, ai cũng bị à? Mau không bị, mau có bao giờ bị à? À, lạ hả? Gần rồi 10 phút nữa. Mấy đứa tuổi này là hay rất lắm. Đau ổng chị đau không được. Nói đây là nói chung là vẫn chịu đau cũng giỏi hơn cũng nhiều người. Chứ không phải không. Mẹ đi làm không sợ đau. Môi được đi xăng được đi không cần tê biết đi thôi. Tìm cái đạn cười đi kìa. Sao quá. Ráng nè. Tìm được thời gian nữa. Thì ấy là được vài năm sau mình tìm tiếp chứ chị đâu. Tại mình tìm tiếp chứ có gì đâu trời. Tìm một lần mà đẹp cả đời thì nó khó. Tìm cái nó nguy hiểm, tìm mà cái gì mà để lâu á, không tan á mới mệt. Mặt này cái ảnh cười dễ sợ. Sâu kinh khủng. Đẹp khi còn có thể. Chứ già rồi làm cũng không ai ngó.
đổi chỗ sợ máu này ra. Bữa nay thấy nhẹ nhàng đó, được trước nặng thấy sâu nó. Đợt này ha, đợt này là do quay cũng nhẹ nhàng cho bớt đó. Nặng được 2 tháng rồi hay là hơn 3 tháng không? Chắc hơn. Chứ hơn chứ mụn già mà. Mụn già kiểu này mà 3 tháng. Ok. Ừ. Không để không ok gì mổ ra cho. Ta nói với mày gì mà nhịn chán đời ghê. Biết mày gì mà mày chi mà ác kinh á. Cái này chắc phải đợi bác sĩ vô làm thiệt á. Cắt chỉ hả? Cái đó em tự cắt cũng được á lên. Chỉ gì mà dễ ồn á. Như đợt trước nhiều hơn đúng không mẹ? Hay là đợt này của nhiều đợt trước? Không biết luôn hay là
quay xíu. Ý là gửi qua đâu? Bắn à? Dùng iPhone à? Dùng Zalo dùng không được rồi, không bắn được rồi. Già đâu gửi được.